Ngọc, Hồng An trong vai mẹ Ngọc, Kim Thánh trong vai cô giáo, Mai Quyên trong vai bí thư chi đoàn, Đức Thành trong vai chú công an và các diễn viên trong vai nhóm bạn. Tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Vào quán chat có chuyện gì? Đến đây mau. Ok. chuyện gì đây tao hỏi. Bọn mày cứ yên tâm đi, tao đi gương mau lắm, mà đi sớm mà. Hay con này nuôi được mày rồi, chúng mày ơi, mày cứ kia nhận đi. Đấy, nó đến rồi đấy. Ê, con kia, các cậu làm gì vậy? Mày nghĩ đứa nào trong trường dám xây cho tụi tao? Nhưng tớ có làm gì các cậu đâu. Không làm gì à? Tao là lớp trưởng, thấy mày được nhận, mày dám trả cho tao biết. Mày nghĩ mày được thầy cô bao che là mày to à? Bọn tao sẽ đánh cho mày một trận, cho mày biết thế nào lại tớ ổn lấy lộn cái con. Tôi... Anh này xin các bạn đây. Đánh, không nói nhiều, đánh. Đánh lại, đau mày chưa đánh. Mẹ ơi, con đi học về rồi ạ. Ô Ngọc, sao con lại về giờ này? Ô Ngọc, con bị làm sao đây? Ngọc, con bị làm sao đây? Con không sao đâu. Có thật là không sao? Con chỉ bị ngã xe thôi mà. Trời ơi, ngã xe kiểu gì mà như thế này? Đâu con chảy máu rồi kìa. Mẹ ơi, con không sao. Trời ơi, sao lại như thế này? Mẹ ơi, con hơi mệt. Con còn nghỉ, kiểu con nghỉ học nữa mẹ nhá. Ờ, vậy con vào nghỉ đi. Lát nữa được mẹ kêu dậy nhá. Ngọc ơi, con được rồi, diễn công ăn. Mẹ ơi, con không ăn đâu. Sao thế, sao lại không ăn? Con hơi mệt, mẹ để cho con nghỉ chút nhá. Mệt là sao, để mẹ còn biết đường lấy thuốc chứ. Con chỉ hơi mệt thôi mà, mẹ đừng có lo. Ờ, vậy cũng được. Thôi chiều, trước khi đi học nhớ ăn gì nghe con. Dạ vâng ạ. Ờ, vậy cũng được. Chuyện tưởng chừng chỉ có vậy. 2 tháng sau.
ơi, tôi lo quá à. Không biết con Ngọc nhà tôi nó chơi nhảy kiểu gì mà lại như thế này không biết. Có hôm đi học trở về nó cứ kêu đau đầu mai, tôi không biết làm thế nào nữa, khổ thân tôi quá. Sao bà không đưa nó đi khám đi? Thì đó, tôi bảo đưa nó đi khám mà nó có chịu nghe đâu. Nhà lại không có tiền nữa. Ngọc ơi, trời ơi, bà có chuyện gì vậy? Trời ơi, chuyện gì? Facebook, Facebook gì ấy? Nhà bà nó bị một nhóm bạn đánh trên cái video. Đánh như sao? Trời ơi bà ơi, nó túc đắc con bé. Trời ơi, đánh chồng cái nó thế này. Trời ơi, bà một con bé không làm gì hết. Bà xem ở đâu đưa tôi đi xem với. Đi tôi xem với.